nay mình xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm máy in mao vạch công nghiệp của Godet, mang model là HD830i. Với dòng sản phẩm này, Godet thiết kế khung sườn bằng kim loại có độ chắc chắn rất cao và độ bền cao. Quý vị có thể thấy. Một ưu điểm nữa của chiếc máy này là tuy độ rộng đầu in đến 8 inch nhưng mà nó rất là nhỏ gọn, vì Godet thiết kế cái trục giấy để bên ngoài, không liên quan tới máy nên cái máy rất là nhỏ gọn. Và đặc điểm nữa của Godet là cái màn hình hiển thị để điều chỉnh các thông số của máy thì được làm bằng màn hình cảm ứng touchscreen, mình có thể dễ dàng điều chỉnh trên đây. Máy này có độ phân giải là 300 dpi, có thể in được những phông chữ 3-4 rất là rõ nét. Thì sau đây mình xin giới thiệu cách thức nó in ra cho các bạn xem. Đây. Tốc độ in của máy là có thể tới 5 inch trên giây. Tuy vậy nhưng mà rất là rõ nét và đẹp nha các bạn. Các bạn có thể xem mẫu như thế này. Rất tuyệt vời một chiếc máy như thế này. Vâng, mọi thắc mắc cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ đến công ty chúng tôi.